tinh đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn, cha Du Xe Bùi Công Trác, tường thuật buổi huấn đức của Đức Giám Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn huấn đức tại đại chủng viện Sài Gòn. Vào chiều ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại hội trường đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đã có buổi gặp gỡ và huấn đức dành cho các chủng sinh. Đến với đại chủng viện trong buổi huấn đức hôm nay, Đức cha Louis đã chia sẻ đề tài xoay quanh khía cạnh mục vụ cho anh chị em di dân. Đức cha nhấn mạnh, mục vụ di dân phải là một trong những mối bận tâm hàng đầu mà người mục tử phải có. Nhất là trong bối cảnh của đất nước Việt Nam hôm nay, phần đông trong số những anh chị em di dân là những người nghèo. Cái nghèo của anh chị em ấy không chỉ là cái nghèo về vật chất, nhưng còn là cái nghèo về tri thức và kinh nghiệm, về đời sống luân lý và đức tin, chính vì vậy anh chị em di dân rất dễ trở thành nạn nhân của những cảm bẫy trong xã hội để rồi đi vào con đường tội lỗi trong số anh chị em di dân đức cha lưu ý cách riêng đến các bạn trẻ bởi vì họ là thành phần dễ bị tổn thương dễ bị dụ dỗ và dễ bị lạm dụng nhất khi chập chững bước vào đời để giải quyết những vấn đề của một vụ di dân tại một giáo phận thành thị như sài gòn một cách thấu đáo Đức Cha Louis khuyến khích các giáo sứ nên xây dựng những cộng đoàn cơ bản nơi khu xóm, tại các chung cư hay tại phòng trọ. Những cộng đoàn cơ bản này cần phải được xây dựng trên bốn trụ cột sau đây: Thứ nhất, lấy Chúa Giêsu làm trung tâm để thực hiện điều đó, linh mục cần hướng dẫn các anh chị em biết họp nhau lại, chia sẻ lời Chúa cho nhau, giúp họ nhận ra lời Chúa không chỉ nằm trong trang sách, nhưng đụng chạm đến chính cuộc sống của họ thứ hai cộng đoàn ấy sẽ làm việc tông đồ cùng nhau theo hướng đi chung của giáo sứ nơi mình cư ngụ thứ ba cộng đoàn đó luôn sống trong sự hiệp thông với giáo hội cụ thể qua vị linh mục của giáo sứ để có được những điều đó cha sở hoặc người đại diện cho cha cần thường xuyên hiện diện cộng đoàn và cuối cùng những người trong cộng đoàn cơ bản này phải là những người ở gần nhau trong cùng một chung cư một khu trọ hay một khu vực việc ở gần nhau rất quan trọng vì sẽ giúp họ nhận ra và có hướng giải quyết những vấn đề hiện sinh cụ thể liên quan đến khu vực sống của mình. Kết thúc buổi huấn Đức, Đức cha Louis khuyến khích các chủng sinh cần đào tạo mình trở nên hình ảnh mục tử như Chúa Giêsu, một mục tử biết quan tâm đến những nhu cầu của tín hữu, với thao thức mục vụ, nhất là với trái tim chạnh lòng thương xót như Chúa Giêsu.